Mọi người nha, mình đang ở đường Trần Phú giao với lại đường Huỳnh Mẫn Đạt đó mọi người. Ở đây tập trung nhiều các tiệm tranh nè mọi người. Mình thấy để là giá xưởng nè. Có một khúc đoạn đường này thôi mọi người. Đường Trần Phú giao với Huỳnh Mẫn Đạt nha. Đây nè, mình thấy có bán khung tranh nữa nè. Bán tranh các loại nữa nè. Nhiều loại lắm, để mình chạy ra đây coi. Khoảng một đoạn đường ngắn thôi, nhưng mà nó tập trung rất là nhiều tiệm tranh. Tranh vẽ tay nữa, tranh nghệ thuật nữa. Nhiều loại lắm. Mọi người thích tranh treo tường thì có thể tới đường Trần Phú giao với mình Mẫn Đạt đó. Có một đoạn đường khoảng vài trăm mét thôi. Đây nè mọi người. Nhưng mà nó là một bên đường thôi nha, còn bên kia là nó không có. Họ vẽ thư pháp luôn nè. Rồi hết rồi mọi người. Cái góc ngã tư là còn nữa nha mọi người. Nãy mình tưởng đâu là hết rồi chứ. Mình cũng mới thấy cái con đường này, cho nên cũng không biết nữa, đây là còn nữa nè. Người ta nhận làm khung rồi cũng nhiều lắm, khung tranh đó. Và để mình chạy phía trên này cũng hoài còn nè. Bên đây cũng còn vài tiệm nè, nhưng đây không có tập trung nhiều, nó còn thưa thưa. Trên này cũng còn nè. Nói chung là mình chỉ giới thiệu cái con đường Trần Phú này cho mọi người nào mà yêu tranh thôi, chứ mình thì cũng không có đam mê tranh ảnh gì. Cầm điện thoại mà chạy ngoài đường quay ở Sài Gòn này thì cũng khá là nguy hiểm đó mọi người. Nguy hiểm là mình sợ té xe thôi. Đây cũng còn bán tranh nè. Nguyên một đoạn đường cũng khá là dài á. Nãy giờ mình chạy hơi nhanh. Có tranh về Phật nữa nè. Rồi hết rồi mọi người ơi. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.